Dự đoán One Punch Man Chapter 195. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Như vậy là ở chapter mới 194 vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều thông tin thú vị. Từ trận chiến giữa Garu và Bom, một trận chiến mà kinh nghiệm đã không thể đánh bại được ý chí và sức trẻ. Bên cạnh đó, các anh hùng khác cũng đang vô cùng khó khăn trong trận đánh với Hiệp hội Quái vật. Đặc biệt nhất có lẽ là thông tin Ugly đã quay trở lại cùng với một sức mạnh mới và khủng khiếp hơn rất nhiều. Tên quái vật này đã hành cho đen bóng lăn lộn, sợ hãi tột độ. Ugly cũng gặt nhẹ một mạng của Zanbai. 96,69% vị kiếm sĩ này sẽ quy tiên. Nhìn chung, phe quái vật đang chiếm lợi thế không nhỏ ở thời điểm hiện tại. Và để tìm hiểu những tình huống cũng như là diễn biến có thể xảy ra ở chapter tiếp theo, anh em hãy cùng mình đi vào video dự đoán chapter mới 195 nhé. Chắc chắn là nó sẽ vô cùng hấp dẫn đấy. Bang và Bom đối đầu với Garu. Bom cho đến chapter 194 hiện tại, ông đang bị Garu đánh bại. Tuy nhiên, Bom vẫn chưa bị thương quá nặng, ông mới chỉ trúng 2 đòn từ Garu và hoàn toàn Bom có thể chiến đấu tiếp. Nhiệm vụ câu giờ để Bang đến đã hoàn thành, bây giờ trận đánh mới thực sự bắt đầu. Xét kèo lại thì nó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai anh em Bang, Bom và Garu. Trận đánh này chắc chắn vẫn nghiêng nhiều về khía cạnh võ thuật. Với sự kết hợp giữa Bang và Bom, chắc chắn Garu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu như trước đó, ở lần đụng độ mà Garu đã được Phoenix Man cứu đi, Garu hoàn toàn thất thế khi đấu tay đôi với Bang, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Garu đã phá kén trở thành quái vật, ý thức của hắn cũng gần như là biến mất, đặc biệt Garu đã mạnh lên hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là kỹ năng của Garu đã toàn diện hơn, nó không còn hạn chế với nước chảy đá mòn hay là gió thổi sắt cùn nữa. Thế nên trận tái đấu này mình Bang là không đủ và chắc chắn cả Bang và cả Bom cũng không đủ. Dù thế thì Garu cũng sẽ không dễ dàng hạ gục Bang Bom. Ít nhất hai ông già gân cũng cầm cự được một thời gian đủ lớn với kinh nghiệm, kỹ năng của họ. Anh em cũng biết rồi đấy, Bang và Bom khi đánh riêng lẻ sẽ khác, còn khi họ chiến đấu cùng với nhau, họ sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Cả hai là anh em nên giữa họ có những đòn kết hợp vô cùng lợi hại. Điển hình nhất có thể kể đến toàn phong lưu thủy oanh khí không liệt quyền. Chiêu thức đã lấy đi một mạng của Zết trưởng lão. Khả năng cao khi đối đầu với Garu, họ sẽ sử dụng chiêu thức này. Ngoài ra, theo một số thông tin thì hai anh em Bang Bom còn có một đòn kết hợp mạnh hơn cả toàn phong lưu thủy oanh khí không liệt quyền, đó là cú đấm diệt rồng. Không trừ khả năng cả hai sẽ dùng nó để đấu với Garu. Vấn đề nằm ở chỗ, không biết là Bom có còn đủ sức để thi triển đòn kết hợp cùng với Bang không mà thôi. Trước đó, Bom đã mất khá nhiều sức cho công tác cứu chữa thành Top Master và bị Garu bón hành trước nữa. Hy vọng là ông sẽ còn đủ sức cho đòn kết hợp cú đấm diệt rồng nghe rất bá này. Big God tham chiến trận Garu. Ở chapter 194, Big God đã quay trở lại chiến trường. Hiện tại anh đang ở cùng với Fubuki, ngay gần trận đánh giữa Bom và Garu. Như mình đã nói ở video phân tích chapter 194, Fubuki đã nhờ Big God một điều gì đó. Có hai khả năng là chiến đấu chống lại Garu giúp cô và bảo vệ Tatsumaki. Và mình nghĩ là Big God sẽ tham gia trận chiến với Garu thay vì đến để bảo vệ Tatsumaki. Bởi hiện tại, Tatsumaki đã được Genos đồng nát bảo vệ. Như mình đã nói ở phần trên của video, Bang và Bom là không đủ, họ chỉ có thể cầm cự Garu trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó nếu không có ai hỗ trợ thêm, chắc chắn là hai ông lão sẽ thất bại. Trong tình hình đó thì Big God sẽ là người ở gần cuộc chiến nhất, anh sẽ tham chiến để hỗ trợ Bang và Bom. Với sự tham chiến của Big God thì ít nhất là bộ ba này sẽ tiếp tục cầm chân được Garu thêm một khoảng thời gian nữa. Thực tế thì Garu đang mạnh lên từng phút từng giây, có nghĩa là càng ngày sẽ càng cần nhiều người đến để đấu với Garu. Nếu lèo tèo vài anh hùng, chắc chắn là Garu sẽ nhanh chóng hạ gục tất cả. Theo logic này, trận chiến rất có thể sẽ xoay dần sang bối cảnh toàn bộ các anh hùng sẽ đấu với một mình Garu. Nếu như vậy, sức mạnh của Garu sẽ được làm nổi bật khi nó tăng dần tiến đến lúc đánh bại tất cả các anh hùng. Trận chiến này sẽ cực kỳ là mãn nhãn, các anh hùng sẽ phô diễn được tất cả sức mạnh, Garu cũng có quá trình tăng tiến sức mạnh hợp lý và dần vượt trội. Nếu như thế sẽ hay hơn rất nhiều so với bản gốc khi Garu dễ dàng đánh bại tất cả các anh hùng. Bản gốc kiểu Garu ký đầu mỗi đứa một phát xong là anh hùng ngất, kiểu mạnh vượt trội quá anh em ạ. Mà thông qua việc Bom đã thể hiện được đôi chút thì mình nghĩ là khả năng này có thể xảy ra. Như thế thì thực sự là đã luôn. Sau khi tất cả các anh hùng thất bại, rơi vào trạng thái tuyệt vọng, anh Hói sẽ ngoi lên gánh tim, mở màn cho một trận đánh mới. Genos đánh bại Ugly, Zombie Man quay trở lại. Ở video phân tích chapter 194, mình đã có dự đoán Big God hoặc là Amaher sẽ là người đánh bại Ugly. Anh em có thể xem lại video phân tích của mình để biết thêm lý do nhé.
Tuy nhiên thì với việc Garou đang quá mạnh ở trận chiến phía kia thì nhiều khả năng Pickford sẽ chọn Garou làm đối thủ. Chính do lẽ đó mà cần thêm những anh hùng khác để đánh bại Ugly, kẻ đang làm mưa làm gió từ lúc xuất hiện trở lại. Nhân vật tiếp theo mình nghĩ là có khả năng đánh được Ugly là Genos. Nếu anh em để ý thì sẽ thấy Genos luôn có những nâng cấp liên tục để khắc phục điểm yếu của cá nhân mình nhằm phát triển sức mạnh. Ở chapter 194, anh đã phô diễn khả năng thoát trôn. Đây là nâng cấp được phát triển từ lần bị Tatsumaki đánh dính vào tường sau trận chiến với Boros. Trước đó ở chapter 99, Genos đã đánh bại Zanka cũng bằng một nâng cấp mới của mình, đó là keo siêu dính. Đây là nâng cấp của Genos sau trận đánh với Sonic. Nó được sử dụng để đối đầu với những kẻ thù có tốc độ di chuyển cực nhanh. Từ những nâng cấp đó thì mình có một chút niềm tin về việc Genos đã có nâng cấp cho việc chống lại những kẻ thù tấn công bằng acid. Quay lại trước đó một chút, ở chapter 33, trong trận đánh với Deep Sea King, tên quái vật này cũng xài skill phun nước bọt thần trưởng, thứ hắn phun ra cũng là acid cực mạnh. Genos sau khi dính phải đòn acid đó đã nhanh chóng bị ăn mòn gần như là toàn bộ cơ thể. Nhiều khả năng sau thất bại lần đó trước Deep Sea King, Genos đã yêu cầu tiến sĩ Kuseno trang bị cho mình vũ khí hoặc ít nhất là anh có nâng cấp nào đó để chống lại acid. Thực ra chúng ta cũng có khá nhiều vật liệu chống được sự ăn mòn của acid, điển hình như là kính chống đạn, vô cùng chắc chắn, hoàn toàn chống được acid khi được chế tạo phần lớn thành phần chính từ thủy tinh. Chính vì lẽ đó nên mình hy vọng là Genos sẽ đánh bại được Ugly. Và nếu không chống được acid đi nữa thì Genos vẫn là anh hùng thích hợp nhất ở hoàn cảnh trận đánh hiện tại đối đầu với Ugly. Bởi cơ thể anh hoàn toàn được tạo ra từ máy móc, một pha nát bấy để tiêu diệt Ugly, sau đó về nâng cấp lại một cơ thể mới vẫn là khả quan đối với Genos. Ngoài ra, Genos cũng có những đòn tấn công từ xa nên là sẽ an toàn hơn phần nào nếu như so với một số anh hùng cận chiến khác. Từ giờ trở đi, lỡ ngớ là chết đấy anh em ạ. Ugly nó chơi dơ quá mà. Với việc mất tích được khá lâu, mình hy vọng là Zombieman sẽ xuất hiện trở lại ở chapter tiếp theo. Điều đó có ý nghĩa khá lớn cho công cuộc đánh nhau với đống bầy nhầy Ugly. Khả năng cao là Zombieman sẽ không thể nào đánh bại được Ugly bởi anh chàng xác sống tỏ ra khá phế trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mà ít nhất, với khả năng hồi phục nhanh chóng của mình, Zombieman có thể làm bao cát cho Ugly đấm, thu hút phần nào sát thương, tạo khoảng thời gian cho các anh hùng khác tìm cách đối phó. Hiệp hội quái vật phang nhau. Điểm lại một chút về mâu thuẫn của những chỉ huy cao cấp của hiệp hội quái vật. Bọn này vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, bọn chúng luôn ganh ghét và tìm cơ hội để giết chết nhau. Giữa chúng luôn có những mâu thuẫn hết sức gay gắt. Trong chapter 194, Ugly đã sẵn sàng giết 3 phân thân tinh trùng đen chỉ vì một câu cà khịa. Chắc chắn tinh trùng đen cũng rất cay sau pha này. Không biết chừng không phải là anh hùng mà chính Ugly mới là kẻ khiến cho tinh trùng đen điên tiết bật chế độ đồ sát tinh trùng vàng để đấm chết Ugly. Điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó ở chapter 193, tinh trùng đen cũng từng nhờ vua không nhà hỗ trợ hắn chiến đấu, nhưng mà vua không nhà vẫn làm ngơ chiến đấu. Vua không nhà cũng từng chẳng quan tâm gì đến việc Ugly sống hay chết khi tấn công tiểu bá vương. Rồi Ugly sẵn sàng giết chết Gams chỉ vì tên này cố gắng ăn hắn. Nói chung là bọn này rất có thể xảy ra nội chiến. Đó là điều tốt cho bài toán nan giải, ai sẽ giết được Ugly. Ngoài ra không trừ khả năng ác thủy cũng sẽ quay trở lại ở chapter tiếp theo. Đây là tên quái vật tấn công dựa trên cảm xúc của người khác. Ugly là kẻ đang cay cú và điên tiết nhất trên chiến trường. Rất có thể hắn sẽ thu hút sự chú ý của ác thủy. Nếu điều đó xảy ra, những tia nước của ác thủy hoàn toàn có khả năng rửa trôi đi acid trên người Ugly. Tên này sẽ mất đi phần nào sức mạnh ghê gớm như hiện tại. Đó là cơ hội cho các anh hùng tiêu diệt hắn. Việc bọn quái vật đánh nhau ở thời điểm hiện tại cũng khá là hợp lý. Và sự xuất hiện trở lại của Psychos sẽ giúp chúng chấm dứt màn chạm trán để đối đầu với màn chém gió bình thiên hạ của King. Saitama xuất hiện. Cuối cùng thì mình vẫn mong là ở chapter tới, Saitama sẽ cùng đồng bọn xuất hiện trở lại. Tất nhiên là rất khó xuất hiện ở chiến trường, nhưng hy vọng là tác giả sẽ cho chúng ta biết Saitama đang tấu hài ở đâu, liệu anh cùng đồng bọn có chạm trán điều gì đó thú vị không? Chứ Saitama mà quay trở lại chiến trường giờ này ấy, thì endgame sớm quá. Mấy anh hùng còn chưa đánh hết mình, quái vật thì còn nhiều sức mạnh chưa thể hiện, Garou thì cũng mới trong giai đoạn đang chín tới. Saitama mà ngoi lên thì có mà đi cả lũ à? Ở chapter 194, ở khung tranh mini story, bộ 4 thầy trò Saitama đã xuất hiện. Mình mong đó là dự báo cho sự xuất hiện của anh hói ở chapter tiếp theo. Dù gì thì mấy thanh niên này cũng được gặp Blast, mà anh em biết rồi đấy, Blast hiện đang là nhân vật vô cùng bí ẩn. Đi theo Blast có khi lại có những thứ hay ho để xem. Chúng ta cũng sẽ biết thêm nhiều hơn về anh hùng hạng 1 lớp S này. Nhân vật bí ẩn, ai mà chả thích tìm hiểu đúng không anh em? Trên đây là video dự đoán One Punch Man chapter mới 195, hy vọng là nó sẽ đúng phần nào. Anh em thích video thì hãy cho mình một like, share, nhớ bình luận ý kiến của anh em ở phần comment nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Sau đây sẽ là góc bình luận. Xuất hiện ở video lần này sẽ là comment của 3 bạn.
Đầu tiên là bạn Goddema. Anh trong video này sao mà nói văn còn hay hơn cả giáo viên văn của em luôn vậy. Cảm ơn em nhá. Chia sẻ thật với em là công việc chính hiện tại của anh cũng liên quan đến văn học. Còn làm gì thì em tự đoán đi nhá. Bình luận tiếp theo là của bạn Danh thì phải. Vậy suy ra sức mạnh khiêm tốn bên trong tâm hồn to lớn. Chuẩn luôn em ơi. Cơ mà anh thì anh vẫn thích sức mạnh khiêm tốn hơn. Bình luận của bạn Vàng Ngáo. Quốc trưởng xấu xí với skill phun nước bọt. Thời buổi Covid, Ackley chơi kiểu này thì là xác định bị Bác Đa đấm cho mấy nhát rồi em ạ.